Chào các anh chị chờ một chút, giờ đang cái kết nối với cả kỹ thuật đang kết nối với cả các cái nội dung liên quan, cho nên là anh chị thể chờ một chút. Em chào chị Tuyết ạ. Xin Vâng, trân em trọng giới chào thiệu thầy giáo ạ. có nhà báo Trần Thị Tuyết, Phó Ban Thư ký Báo Sức khỏe và Đời sống Bộ Y tế ạ. Vâng, chào. Chào chị Tuyết. Vâng. Và ở đây thì có thầy Đỗ Viết Tuân là trưởng khoa công nghệ thông tin của Học viện Quản lý Giáo dục, và chị Tuyết sẽ vào sau ạ. Và có chị Lê Quỳnh Lan là quản lý tác động chương trình và đối tác tổ chức Plan International Việt Nam. Và chị Lan có thể giới thiệu về cái tổ chức của mình một chút về trong quá trình mà bộ phận kỹ thuật đang kết nối đâu ạ? Chào thầy Nam, chào tất cả các anh chị ạ. Vâng, tổ chức Plan thì là một cái tổ chức phát triển, một tổ chức phi chính phủ quốc tế ạ. Có thể các anh chị cũng nghe rồi, nó là một cái tổ chức mà chúng tôi làm việc ở hiện nay thì đang hoạt động ở trên 70 nước ở trên thế giới, và bắt đầu chương trình từ năm 1937, đến đây là cũng hơn 80 năm rồi ạ. Là một cái tổ chức tập trung vào việc thúc đẩy quyền trẻ em và bình đẳng giới, và chúng tôi thì đã và đang hợp tác với các cơ quan chính phủ cũng như ủy ban dân các cấp, đặc biệt cũng cả ngành giáo dục nữa, để triển khai các cái chương trình thúc đẩy các cái quyền của trẻ em, đặc biệt là việc bảo vệ trẻ em. Và rất là vui được gặp tất cả các anh chị trong cái cuộc tọa đàm ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn chị Lan ạ. Và nội dung của chúng ta thì xin phép được bắt đầu luôn ạ. Giới thiệu với cả các anh chị. Và xin chào các quý vị độc giả, xin chào các bạn đang theo dõi chương trình. Thì tôi xin tự giới thiệu tôi là Cai Việt Long, giáo viên trường Trung học cơ sở Ngô Thị Liên. Thì lời đầu tiên thì cho phép tôi gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn bộ các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, và xin cảm ơn các chuyên gia, các khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn chuyên trang Alo Bác sĩ của tạp chí Sức khỏe cộng đồng đã giúp chúng tôi tổ chức buổi tọa đàm hôm nay về chủ đề phương pháp dạy và học online để đảm bảo sức khỏe học đường và hiệu quả học tập. Nội dung này thì cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên trang alobacsi.net.vn của tạp chí Sức khỏe cộng đồng. Nội dung chính của tọa đàm hôm nay xoay quanh những vấn đề về nội dung đang là mối quan tâm của xã hội, đó là chuyển đổi số trong giáo dục trong hiện nay, và làm thế nào để kết nối việc dạy và học đáp ứng phù hợp với tình hình dịch bệnh kéo dài, và cũng như để đảm bảo sức khỏe của học sinh để đáp ứng được cái hiệu quả trong học tập. Thì đầu tiên thì tôi cũng xin trân trọng giới thiệu khách mời, có chị Nguyễn Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Khối Phổ thông Liên cấp của Tập đoàn Giáo dục eQuest. Xin chào chị Bình ạ. Có chị Đỗ Thu Trang, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn NTT Data. Có nhà báo Trần Thị Thuyết, Phó Ban Thư ký Báo Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Có chị Lê Quỳnh Lan, Quản lý tác động chương trình và đối tác của Tổ chức Plan International Việt Nam. Có Tiến sĩ Đỗ Viết Tuân, Trưởng khoa Công nghệ Thông tin của Học viện Quản lý Giáo dục. Và có bạn Đặng Trung Hiếu, sinh viên khoa truyền thông marketing tại học Sinitan, Ba Lan. Xin chào tất cả các khách mời ạ. Thì như các anh chị cũng đã biết thì năm nay là năm học 2021-2022 thì bắt đầu với những điều đặc biệt thì chưa từng có trong tiền lệ. Đó là ngành giáo dục đào tạo và của thủ đô và cũng như nhiều tỉnh thành thành phố đang triển khai dạy và học trực tuyến cho tất cả các cấp học. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp thì học sinh chưa thể đến trường, thì việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giảng dạy và trong dạy và học là giải pháp rất là hiệu quả để học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Thì đây cũng là những cái giải pháp bền vững và lâu dài. Thì trong từ như các anh chị cũng đã thấy là từ lúc mà dịch bệnh COVID năm 2019 cuối năm 2019 đầu năm 2020 cũng đã bùng phát, đến nay thì ngành giáo dục đào tạo đã chủ động với nhiều giải pháp linh hoạt chuyển từ trạng thái dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến, thì qua đó thì đảm bảo an toàn về sức khỏe của học sinh và cũng đảm bảo chất lượng và hoàn thành chương trình giáo dục theo đúng tiến độ.
trao đổi và cũng có những cái tâm tư và đặt vấn đề liên quan những cái nội dung, có những câu hỏi liên quan chủ đề này ạ. Thì bộ phận thư ký thì cũng có những cái trao đổi, đó là có một số những cái nội dung mà độc giả cũng quan tâm, đó là việc dạy và học trực tuyến thời kỳ dịch bệnh đâu là yếu tố quan trọng nhất. Cảm ơn các ý kiến trao đổi này. Thì theo tôi thì việc dạy và học trực tuyến trong thời kỳ dịch bệnh ấy, thì thực ra cái việc học trực tuyến ở đây là cái yếu tố quan trọng nhất, đó là cái việc mà cái việc học ở đây nó không bị gián đoạn, là việc làm rất là cần thiết và quan trọng hiện nay để việc học không bị gián đoạn trong thời kỳ dịch bệnh kéo dài. Thì cái việc trên các địa bàn của các trường trong địa bàn thành phố Hà Nội và một số các tỉnh thành thì cũng là việc làm cần thiết. Và như các anh chị thấy là trong gần 2 năm vừa qua, trên tinh thần là tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học, thì ở thành phố Hà Nội và cũng như là ở các tỉnh thì cũng đã tổ chức triển khai các việc dạy học trực tuyến, ví dụ như là lúc đầu là dạy học trên truyền hình, dạy học qua các nền tảng, và từ đó thì quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép của ngành giáo dục trong năm học này, đó là vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe, vừa đảm bảo chất lượng về dạy và học, đồng thời khẳng định là dù khó khăn đến đâu thì ngành giáo dục đào tạo cũng vẫn duy trì việc dạy tốt và học tốt ạ. Vâng, xin mời chị Đỗ Thu Trang ạ. Vâng, thì có ý kiến trao đổi gì nữa vì về những cái vấn đề mà chị đang quan tâm đến buổi tọa đàm ngày hôm nay ạ? Mời chị Trang. Xin chào Thế Long ạ. Mọi người có thể nghe thấy mình đang nói không ạ? Alo? Vâng, có ạ, có ạ. Tôi sẽ có một câu hỏi dành cho thầy ạ. Với thầy thì hiện nay giải pháp, thầy có những giải pháp nào để có thể nâng cao cái chất lượng dạy học trong suốt quá trình học trực tuyến không ạ? Đấy là câu hỏi mà tôi đang quan tâm ạ. Vâng, cảm ơn chị Trang. Thì cũng đây là một trong những cái câu hỏi mà cũng rất là nhiều các thầy cô quan tâm, đúng không ạ, thầy Tuân? Vâng, thì cái giải pháp mà để nâng cao cái việc chất lượng dạy và học trong suốt quá trình dạy học trực tuyến kéo dài là một trong những cái mối quan tâm của rất là nhiều thầy cô giáo và cũng các anh chị phụ huynh cũng quan tâm. Và thì theo tôi thì thứ nhất đó là về nâng cao chất lượng dạy học thì nó cũng phải có các cái yếu tố chính, đó là liên quan đến người dạy, người học và các cái yếu tố trung gian để việc học trực tuyến được hiệu quả cao nhất. Thì như các anh chị cũng đã thấy thì chắc hẳn ở đây thì tất cả anh chị cũng đã đều tiếp xúc với những cái nền tảng trực tuyến mà chúng ta đang sử dụng hiện tại. Trong hiện nay thì chúng ta đang tọa đàm trực tuyến trên một cái nền tảng, đó nền tảng như là của Zoom chẳng hạn. Thì như trên trường chúng tôi đang giảng dạy thì cũng có một số các cái nền tảng, ví dụ như thông qua Zoom hoặc qua Teams chẳng hạn. Đấy, thì thứ nhất là các thầy cô muốn dạy tốt thì phải nắm rõ các cái tính năng chính của cái việc nền tảng trực tuyến mà đang sử dụng. Ví dụ như người dạy thì phải nắm rõ cái tính năng, ví dụ như là phần mềm Zoom thì giúp các thầy cô có những cái tính năng gì, chia sẻ màn hình, dạy giảng dạy thế nào cho nó phù hợp nhất để nó giống với cả nội dung đang dạy trên lớp nhất. Và từ đó thì mình sẽ có những cái áp dụng các công nghệ, phần mềm và phương pháp giảng dạy cho phù hợp. Thì không giống như việc giảng dạy tương tác trực tiếp trên lớp thì các bài giảng trực tuyến thì thường là bị giới hạn trong một cái màn hình nhỏ, khiến học sinh thường sẽ xa rời với cả nội dung học. Và các cái buổi học trực tuyến kéo dài truyền đạt có xu hướng khiến học sinh bắt đầu sao nhãng sau khoảng 10 đến 15 phút. Thì giáo viên có thể cân nhắc tổ chức làm thế nào đó để chia nhỏ những cái buổi học thành những cái bài giảng ngắn đi kèm với các hoạt động đảm bảo sức khỏe của học sinh, thu hút học sinh. Ví dụ như là sau mỗi cái nội dung học khoảng 10-15 phút thì cho học sinh để kiểm tra lại các cái nội dung vừa dạy, và sau một tiết học khoảng 40 phút chẳng hạn thì có thể có cái giờ nghỉ giải lao khoảng 5-10 phút để giúp các em thoải mái tinh thần và có những cái tâm lý, tâm trạng để học tốt hơn cho các tiết học sau. Và sau khi giảng dạy xong thì cũng các thầy cô thì cũng phải theo dõi sự chủ động trong việc học tập và đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua những từng nội dung việc học. Đấy. Thì ví dụ như là có thể đánh giá việc học tập của học sinh thông qua các cái câu hỏi, bài tập, câu đố, các cái ý kiến thăm dò, hoặc là thông qua những cái nội dung mà xây dựng cứ
giúp các em trải nghiệm học tập một cách tốt nhất bằng cách là chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ để khuyến khích học sinh tự trao đổi, thảo luận với nhau, động viên, khích lệ, giúp các em học tập một cách tốt hơn, tránh sự nhàm chán. Và thực sự mà nói thì cũng khuyến khích sự tham gia của cha mẹ, bố mẹ và những người thân để giúp các con là tạo điều kiện cho việc học trực tuyến. Một phần không thể thiếu nữa đó là giảng dạy có những cái sự phản hồi giữa giáo viên và học sinh để giúp các con có sự hiểu bài hơn. Thì đấy là một số các ý kiến của cá nhân tôi. Và thì các chuyên gia, các anh chị có trao đổi gì thêm không ạ? Cảm ơn cái chia sẻ của thầy Long. Cũng rất đồng tình với thầy Long về một vài cái quan điểm về cái chuyện là dạy để chúng ta nâng cao cái hiệu quả và cũng đảm bảo cái sức khỏe cho các cái bạn học sinh. Thế thì thực ra thì đối tượng học online chúng ta bây giờ rất là nhiều, trừ có một đối tượng học sinh mầm non thôi, là chúng ta không học online thôi. Thế còn các bạn từ tiểu học trở lên là học online bây giờ đang có bài toán rất là đau đầu đối với lại nhiều bậc phụ huynh về làm sao mà để đảm bảo là vừa phải học thời gian ít nhất để đảm bảo được sức khỏe nhưng lại là hiệu quả nhất. Thế thì cái việc vai trò ở đây, cái yếu tố rất quan trọng ngoài cái chuyện phục vụ công nghệ thì cái vai trò của thầy cô trong cái việc tổ chức hoạt động dạy học là đặc biệt rất quan trọng để giúp cho các bạn học sinh là có hứng thú tham gia, có kiểm soát được các bạn học sinh tham gia không. Bởi vì chúng ta với cái quan điểm là học trực tuyến thì cái thời lượng học trực tuyến nó phải giảm đi, giảm tải đi so với lại cái việc chúng ta học trực tiếp. Thế thì vẫn đảm bảo được chương trình nữa. Thì làm thế nào, vai trò của người giáo viên như thế nào? Rồi và cái tổ chức hoạt động trong buổi trực tuyến thì cái việc mà chúng ta tổ chức cái hoạt động học tập tự học chẳng hạn, có sự tham gia của bố mẹ với các bạn bé rất là quan trọng. Thì đấy là một cái có lẽ là cái việc tổ chức đấy nó sẽ quyết định xem là cái việc học nó hiệu quả hay không. Còn riêng với tôi thì tôi gần như là tiếp cận đối với các bạn sinh viên là chủ yếu và phần nào đó là học sinh cấp 3. Thì cái đối tượng này thì nó lại có những cái các bạn học thì lại có những cái vấn đề khác ngoài, tức là có thể là cái sức khỏe của các bạn ấy trong việc học tập trực tuyến thì không phải là một vấn đề quá lớn. Tuy nhiên cái việc mà các bạn bỏ bê cái việc học để sa đà vào những cái hoạt động ở trên internet, chơi game như thế là có thể là thấy cái hiện tượng nó rất là nhiều. Vậy thì vai trò của các thầy cô như thế nào chúng ta có thể đảm bảo hoạt động của các bạn tích cực tham gia được? Thì như thầy Long có nói là cái việc chúng ta tổ chức các cái hoạt động nhóm ấy, làm việc nhóm nó rất quan trọng. Cái việc phân công tăng cái tính chủ động cho người học, tức là lúc đó gần như là thầy cô sẽ đóng vai trò như là người hướng dẫn định hướng. Cái việc phân công thành các nhóm học, các bạn chủ động tham gia các hoạt động học tập bằng cách hình thức hoạt động trong nhóm. Và ngay cả hoạt động nhóm thì ngoài cái việc phân công chủ đề cho nhóm ra thì bản thân là người đó, cái người dạy ấy, chúng ta phải kiểm soát được là trong cái nhóm đó thì mỗi một thành viên người ta sẽ phải hoạt động ở cái phần gì, và khi mình kiểm tra cái nhóm đó thì tránh tình trạng nó rơi vào người làm với người khác chơi, thì mình hoàn toàn có thể kiểm tra là khi mình kiểm soát được là ví dụ như bạn này vẫn làm việc cái nội dung này trong nhóm, mình có thể kiểm tra cái bạn đó xem bạn có thực sự làm việc hay không. Thì đó cũng là cái cách chúng ta kiểm soát để các bạn ấy thực sự là tham gia công tác cái việc hoạt động học tập trực tuyến. Và các bạn sinh viên thì gần như là khi chúng tôi dạy đều làm như vậy. Còn với bạn phổ thông cấp 3 thì các bạn có thể làm được như vậy được rồi. Vì các bạn cấp 3 các bạn cũng rất là năng động, rất là chủ động. Tuy nhiên cũng phải có cách định hướng học tập phù hợp để các bạn có thể tích cực tham gia vào cái hoạt động học tập trực tuyến như vậy. Nếu không là sẽ là tắt mic, tắt cam và chơi game là các đúng rồi. Cái đấy là rất nhiều vậy. Cái tổ chức hoạt động nhóm học tập theo nhóm là một cái hình thức khuyến khích các bạn tham gia một cách chủ động. Đấy là ý kiến đóng góp của chúng tôi trong cái việc tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến hiệu quả. Xin cảm ơn.